Xin chào các quý vị. Hôm nay mình có một khách hàng ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội có đặt mua 50 cái bộ phụ kiện chớp nhôm hình thoi chuyển động bản 150. Vì vậy mình quay cái video này chia sẻ với mọi người công việc trong ngày hôm nay của mình, cũng như là giới thiệu tới các bạn cái sản phẩm phụ kiện của lam nhôm chắn nắng, hay còn gọi là chớp nhôm hình thoi chuyển động. Một bộ phụ kiện thì sẽ gồm những gì, cấu tạo của một bộ phụ kiện chớp nhôm hình thoi chuyển động. Một bộ phụ kiện chớp nhôm hình thoi chuyển động sẽ bao gồm hai cái nắp bịt đầu bằng nhôm như thế này nhé. Đây chính là bằng nhôm nhé các bạn. Một mặt một đầu. Đây là hai cái nắp bịt đầu bằng nhôm này. Một đầu thì sẽ ngắn hơn. Có cái mặt cắt ý, nó vừa bằng với cái mặt cắt của chớp nhôm hình thoi chuyển động bản 150 luôn. Một đầu nhá. Đầu còn lại thì có mặt cắt cũng là bằng, phần mặt cắt này thì cũng bằng đầu bên kia, nhưng mà có thêm một cái phần tai nó dài hơn để chúng ta có thể kết nối ở cái lỗ này, để chúng ta có thể xỏ cái thanh chuyển động là inox V8 vào kết nối các cái thanh chuyển động với nhau. Từ đó thì có thể giúp chớp nhôm hình thoi của chúng ta có thể chuyển động lên xuống, đóng mở theo yêu cầu tùy thích của các bạn. Bộ phận đầu tiên là hai cái nắp bịt đầu, một cái nắp, một phần là ngắn hơn này, một phần dài hơn của tai để kết nối thanh chuyển động là inox V8 này. Thứ hai là hai cái con vít này dùng cho hai đầu nhá. Đây là hai con vít này, được thiết kế sản xuất bằng nhựa và inox 304 chuẩn nhá. Bằng nhựa và inox 304, hai cái này chúng ta có thể để gắn kết nối giữa chớp nhôm vào với khung nhá. Với khung các bạn có thể dùng khung là nhôm hộp 3876 hoặc là các cái loại nhôm hộp sắt hộp khác tùy với thiết kế của quý vị. Và thứ ba là cái, đây gọi là cái phần con vít này cũng bằng inox nhé. Cái này cũng để chúng ta có thể xỏ được thanh chuyển động là thanh inox V8 vào. Mỗi một bộ phụ kiện sẽ gồm một con vít inox như thế này để có thể xỏ thanh chuyển động vào, giúp chớp nhôm hình thoi của chúng ta chuyển động được. Cái video ngày hôm nay mình vừa muốn giới thiệu tới mọi người cái nội dung là một bộ phụ kiện chớp nhôm hình thoi chuyển động bản 150 sẽ gồm những gì. Các bạn muốn đặt hàng hay là có câu hỏi thắc mắc gì liên quan đến sản phẩm thì các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới. Cái video này mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới ạ.